Dũng xin chào tất cả mọi người nha. Đây là bốn cái con gà rừng hôm bữa người bạn Vũ cho Vũ anh em. Vũ mua con máy thì bạn cho Vũ luôn bốn con gà rừng. Này nó lớn cỡ này rồi mọi người. Cứ khoảng một tuần thì Vũ cho nó ăn mối hai lần anh em. Tại nghe nói như là gà rừng mà nó không ăn mối ăn sâu á thì nó dễ chết lắm. Nhiều anh em nói gà rừng nó hay bị sưng đầu hay là nó chết rồi nè. Bây giờ Vũ cố gắng Vũ chăm bốn con này để lên để ráng để làm giống. Lúc trước thì cũng khá là lâu rồi Vũ có lên chú ở trên Bình Phước á, Vũ quay chú nuôi treo mọi người. Thì lúc trước thì Vũ quay Vũ cũng quên hỏi địa chỉ của chú, rồi quên hỏi số điện thoại nữa, nên nhiều anh em hỏi mà Vũ không có trả lời cho anh em được. Thì hôm nay Vũ sẽ tranh thủ Vũ chạy lên nhà chú một lần nữa anh em ha, để Vũ quay coi treo một năm sau một năm rồi chú nuôi á thì nó có phát triển như thế nào. Thứ hai là Vũ xin cái địa chỉ với cái số điện thoại cho anh em luôn nha, để cho anh em biết anh em liên hệ. Tại vì Vũ thấy treo của chú cũng khá là thuần mà nó dễ thương nữa, nó đứng sát người được luôn anh em. Vũ nghĩ thì chắc không có sờ được đâu, tại treo mình rất là khó sờ, nhưng mà nó đứng gần sát chân luôn á. Vũ thấy cô vô cô cho ăn á mà nó bu lại giống như gà vậy đó. Vũ quên anh em, để trước khi đi Vũ vô Vũ quay cho anh em xem cái tổ ở trong AV của Vũ. Cái tổ này thì mấy bữa trước thì Vũ cũng có nói anh em nghe rồi, nhưng mà nó mới lót thôi, nó chưa có hành hình. Hôm nay nó lót xong và nó đẻ rồi anh em, hình như nó vô nó đang ấp luôn rồi. Tại sáng Vũ coi hình như nó được 3-4 trứng gì đó, mà tại vì nó đang nằm trong ổ nên Vũ coi hón qua Vũ đi. Tổ khuyên nha anh em. Nằm trong cái bụi cây đó, không biết còn nằm không. Nó ra rồi anh em. Ôi trời, con này ra Vũ nó chạy à. Đây được 3 trứng anh em ơi, 3 trứng. Nó sử dụng cái sợi tre anh em, sợi tre để làm. Thì hôm bữa Vũ quay lên thì có người anh gọi điện cho Vũ, kêu Vũ là đi bứt cái lá chuối á mọi người. Đây lá chuối nè, không phải lá chuối mà cái mấy cái bẹ chuối khô á, nó bỏ vô trong AV. Đây nè, Vũ bứt quá trời luôn. Anh em nói là cái lá chuối này nè thì con khuyên nó khoái làm lắm. Cái kêu Vũ bứt, Vũ bỏ vô quá trời luôn mà Vũ thấy không có con nào lại tha nó làm hết. Hình như phải tước cho nó hay sao á, hình như mấy cái này nè phải tước ra cho nó thì nó mới làm được hay sao á. Xong rồi Vũ thấy nó đi vô trong mấy cái tổ bảy màu của Vũ hồi xưa á, nó lấy mấy cái sợi tre ra. Đây nè, đó cái Vũ lấy ra một ít cho nó. Vũ đợi anh này nè, để anh này cái nó hà vô nó làm tổ, nó quấn cái tổ đẹp ghê anh em. Còn trong đây nè, mấy cái tổ này hồi xưa là chủ nuôi bảy màu mọi người. Đây, cái sợi tre quá trời luôn. Cái này giờ đem ra cho con chim làm tổ, mấy con manh cũng thích lắm mọi người. Cái sợi tre nè, trước Vũ mua trên Shopee nó cũng rẻ lắm, bịch nó có mấy chục ngàn à. Anh em Vũ thấy con khuyên nó thích làm cái này hơn lá chuối mọi người. Đó, anh em nào có nuôi khuyên hay mấy đồng chim nhỏ thì Vũ thấy lấy cái sợi tre này nè cho con chim lót tổ, Vũ thấy nó ngon lắm rồi nè, tốt lắm á. Oh,
Xin chào chú. Lần trước Vũ lên mà không nhớ đường nên nhờ bạn dẫn vô mọi người. Chưa, mày đã chết con đực, kiếm được đực chưa? Chưa. Đực chú mày thở trùng huyết nó nhỏ. Đợt này cái cây đẻn trái quá trời. Trong đây cũng nhiều, trong đây quá trời. Một cái con trong kia. Con nghe đây này. Điều kiện này. Con này đẹp quá. Bự con ghế. Con bên đây cũng bự này. Trong cốc bự lắm. Nó đang trú trong cái cốc này nè mọi người. Con kia tối quá à, vô cái đường vô quay. Ta đi bắt treo là tao vô nó chạy nè, nó hay ăn, nó chạy nè, nó ở dưới cây á, núp quanh đó. Ủa trái về chưa chín vậy nó ăn được luôn hả chú? Trái đó nó chín rồi đó, nó đủ à, chín nó màu vậy luôn hả chú? Ừ, nó chín màu đó luôn. Không tưởng là nó chín màu vàng, cái này chứ xanh chứ. Thôi đừng đập đập nó giật mình á. Thôi. Trời. Hù nó sợ. Bên đây có một con nhỏ xíu luôn, dễ thương lắm à. Mới đẻ hai con. Ủa mới đẻ này mình nuôi được không chú? Còn bú mà. Hai con nửa ký á, trong vườn hai con nửa ký là nó còn bú mà nó nuôi được. Ủa nó còn bú hả? Kêu ra tâm. Mới đẻ. Kêu cũng nhanh lớn lắm chú. Nhanh lớn chú. Đẻ tuần lại chú bán hết rồi nha. Khác liền. Mà có khoảng tầm bao lâu thì chú mới bán được con chú? Nó phải tầm 4 năm tháng mới bán được. Ủa, lâu dữ vậy chú? Nó phải tầm hơn nửa ký rồi đi mới bán được. À. Con tại con tưởng là mua chim con về cho nó khùng dễ chứ. Con vô mua cho chết. À, chết hả chú? Chết này mà mình ăn được chú. Còn ăn. Chú có thử chưa? Xin về cho treo ăn mày. À. Mày xin hả? Ừ. Trời ơi. Ủa, hàng hiếm ngoài hàng này trong rừng nó có. Mà hàng này hiếm đâu có trời. Ừ. Mấy chú lượm ở trong hả chú? Giống trái cây này kè, giống như trái cầu kè ha. Ủa sao cái cây này rụng ra ngoài chú mua hút để hút rồi. Con biết trái này tưởng trái cầu kè không chứ? Không biết luôn. Ủa? Ủa sao mà nó cứng chưa ta? Nó cứng vậy đó. Cứng ngắt luôn á, bóp không nổi luôn à. Cứng lắm. Trời ơi. Giờ mình ăn hả ta? Hay. Đầu nó nhai ra hết nè. Ừ. Thấy không? Rồi chắc chát. Chắc chát chua chua hả chú? Chắc chát chua chua. Mấy con này dễ ăn là lá, trái gì đúng không? Cái này khô, trong đây khô ráo chứ nó khốt quá trời trong đây. Nè, nó phải luôn. Nè, không mưa, con còn trong kia. À dạ. Con mới đẻ trong khớp trong không? Cái này con nữa nè, dễ thương ghê luôn. Tại lần trước con có quay clip chú, không biết chú nhớ không? Có nhiều cô chú, anh chị á hỏi số điện thoại của chú để lên chia lại cho cái chưa đực nên muốn xin con lật đặc này con lên là con quay lại cho mọi người coi, với hai là xin số của chú với cái địa chỉ luôn để ai muốn liên hệ mua treo giống của chú thì có mua. Và chú bán đây là chú bán theo con hay ký hay sao chú? Con hả? Nhưng con đực thì chú bán nhiều con? Con đúng tuổi nó là con 1,5 triệu. Con mà vừa tầm ký là 1,000 con. Triệu con chưa ha?
Tại con thấy đi mấy chỗ nuôi treo, con thấy treo người ta khó quay lắm, nó nhát. Dạ. Dạ. Ờ, treo đây không có nhát đâu. Treo đây chú nuôi gần nhà quá nên nó thuần. Ờ, nó thuần rồi. Đứng yên rồi, con cho quay luôn rồi. Địa chỉ hả? Dạ. Chú đọc địa chỉ được. Địa chỉ ở đây ấp Tân Thịnh. Ấp Tân Thịnh. Ờ, xã An Bình. Ấp Tân Thịnh, xã An Bình. Ờ, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Ủa đây là còn Bình Dương hả chú? Ở đây Bình Dương chứ Bình Phước đâu. Ủa tưởng nào giờ con tưởng là trên đây lên Bình Phước rồi chứ. Ủa vậy hả? Ủa tầng nào giờ cứ nói Bình Phước không? Trời ơi. Có gì Vũ Tràng số điện thoại dưới clip á, anh em có gì alo chú ha. Hiện tại giờ treo cá chú cũng có ít lắm, nhưng mà treo đực thì rất là nhiều. Mà chú có mấy con đực á, nó thuần cực kỳ luôn em. Như con đực nào đây nè, quá là thuần luôn. Thì nó gặp mình á, mình thả trong avi nó không có tung, không có nhảy thì nó gọi là nó dễ, nó khó chết hơn. Một con cá này bụng bự dữ ta, còn có bầu à. Hiện tại giờ cái thì chú còn tầm khoảng chục con. Trong chục con đó thì có khoảng vài con có bầu. Có hai con nó mới đẻ ra cái con nhỏ xíu à. Đây. Đây. Đâu à? Cái con này thì bự hơn xíu. Lòng này bữa chú nuôi sóc đẻ hả chú? Có đẻ được con đó. Đẻ rồi mà sao mà tự nhiên là chết hết con mẹ như con đực, sao mà chết hết vừa còn con vừa nước rồi đó. Ok ta. Vậy bữa nào để con thấy nào con đực con mua cho cô chú một con. Hôm nay luôn không bảy. Dạ. Rồi bữa nào bảy có đem chia lại cho chú một con này. Dạ, đem lên cho chú một con, tặng chú một con. Dạ. Bữa chú bỏ chung với lại con khái nữa, con khái con dính vô con cho á. Mà nó cắn chết hết mẹ. Ừ, sóc cũng đâu nuôi chung với chim được, cắn á. Dính vô đem lên cho sóc bông với hai cô á. Ờ, hai cô. Cô đẻ luôn hả? Sóc bông luôn hả? Làm cô đẻ rồi mà không được, mẹ cắn chết hết cũng. Sai lầm mình nuôi chung, thôi chú. Sai lầm. Mình tưởng là mình nuôi chung, tưởng là mình làm thì chuồng cho nó đậu vậy là tại này nó hơi chật nè, nếu mà nuôi chung phải bự. Không, con cũng không bự không được, tại sóc này nó cắn chưa cắn trứng cắn chim con. Sông đất này cũng thuần ghê chứ. Sóc con mới lên mà không chú? Con nó nhà đẻ luôn á. Ờ. Cái này con nó đẻ rồi, đẻ hai con mà chết hết con, còn con này được con mẹ con đực chứ. Vừa còn có con. Con cha nó lâu lắm, con cha nó chú nuôi từ nhỏ. Ờ, con cha nuôi từ nhỏ. Để bữa nào con gặp chỗ nào có con đực con mua cho chú con. Rồi ok anh em ha. Thì đợt này Vũ lên chủ yếu là Vũ quay cái cho anh em xem lại cái chuồng treo của chú. Thứ hai là xin số cho chú cho anh em á. Tại vì Vũ thấy nhiều anh em hỏi số của chú mà lần trước thì Vũ không có xin được á. Lần này thì Vũ xin số của chú là Vũ để dưới video á. Để trên cái video luôn. Thì anh em nào mà muốn mua treo thì có thể alo chú với mọi người. Vũ thì Vũ thích treo của chú ở đây là cái độ thuần của nó. Tại vì Vũ đi nhiều chỗ khác á thì không có quay được như vậy đâu, không có đứng gần được như vậy. Tại vì nó nhát lắm. Nó hay chui trong cái góc rồi nó trốn mà chứ không có đứng ra được như vậy. Mà xui cho Vũ là sáng đi Vũ lên á thì lên hơi trễ á, cái chú cho nó ăn mất tiêu à. Nên không có gọi ra giống như đợt rồi được. Đợt rồi chưa ăn á anh em, chưa cho nó ăn á nên gọi ra cái nó ăn vui một bầy luôn, nhìn đã lắm. Còn đợt này thì chú cho ăn rồi á nên nó ăn xong rồi nó đi vô trong kia nó trú hết trơn. Ok, cái đèn năm nay trái quá trời luôn nè. Lần trước Vũ quơ lên thì ngay cái mùa có lá không mà không có trái. Năm nay trái quá trời luôn. Rớt xuống trên cây Vũ thấy còn quá trời quá đất luôn. Rồi, ok.
Video của Vũ đến đây thì Vũ xin dừng nha mọi người. Vũ xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video của Vũ nha. Anh em nào yêu mến Vũ thì cho Vũ xin một like nha mọi người. Vũ xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Vũ xin chào tất cả mọi người ạ.